Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Ở tập trước, trong lúc đi khám phá ở vùng đất bóng tối á, mình vô tình gặp được một ngôi làng tiên các bạn ơi. Nhưng mà sở trường của ngôi làng tiên đó chính là ăn trộm đồ á. mình bị trộm mất tiêu rồi cái áo nè, cũng như là hai thanh kiếm rồng băng cũng như là lửa. Thế nên trong ngày hôm nay mình nhất định sẽ trở lại đó để đòi lại đồ của mình nhá, chứ không để mất đồ hoang uổng như vậy được. Và để đòi lại đồ thì mình cần phải chế tạo những cái dụng cụ trước. Và dụng cụ cần thiết của mình đơn giản chỉ là những cái chà thôi, và công thức của cái chà đó được làm theo hình dạng như vậy đó. Mình đã có được 9 cái rồi nè, làm thêm ít cái nữa coi. Và có tổng cộng là 14 cái cha, và có thể bắt được 14 nàng tiên trở về nhà luôn á. Trong thời gian với hai tập thì cái bé rồng Enchant của mình cũng đã lớn lên rồi, và rồng nước cũng đã nở ra từ quả trứng luôn rồi. Để bây giờ thì mình sẽ lại đây và dẫn vô trong nhà nhá. Đây, dẫn vô nhà thôi. Và rồng nước trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành thêm một cái công việc nữa, đó chính là chuyển hệ luôn, vì mình có chế tạo được cái Squid Bow ở tập trước luôn ấy. Đây, em đó ngồi đó đi. Mình sẽ vô trong để làm mấy cái mũi tên sấm sét trước cái đã. Sweet bow có sẵn nè. Mũi tên sấm sét thì được làm từ công thức là que quỷ lửa, cộng lông, cũng như là một cái đá lửa thôi. Và đặt theo hình dạng giống như vậy. Nó được 4 mũi. Chỉ cần một mũi duy nhất là có thể chuyển nghệ được nha. Và hiện tại các bạn có thể xem này, đây là một em rồng nước nhá. Rồng nước được. Mình sẽ chuyển nghệ một phát. Và bang. Các bạn có thấy gì chưa? Giờ đã không còn là rồng nước mà đây chính là con rồng bão nhá, rồng storm á các bạn ơi. Wow, quá dữ luôn. Và em này thì chắc mình sẽ chơi vô trong nhà đi. Đó, ở trong nhà nhá. Ui, đang có hiệu ứng màu đỏ kìa, hình như của sức mạnh thì phải á. Ui, chắc em rồng này sẽ rất là mạnh cho coi. Sẽ là một cái người bạn đồng hành cùng mình trong nhiều trận chiến sắp tới đó. Và bây giờ thì mình sẽ mang hết mấy cái bé rồng của mình ở đây chuẩn bị cho trận chiến gần nhất nha. Vì mình có tìm được một cái hang rồng băng hoang dã ở trong thời gian giữa hai tập á, nên hôm nay mình dự định sẽ đem mấy bé rồng này cùng nhau đi chiến đấu. Nhưng mà riêng chỉ có cái bé rồng Enchant này là chưa có áo giáp thôi. Mà kim cương trong nhà mình thì cũng không còn nhiều nữa. Hình như chỉ còn được bao nhiêu ta? Một khối với 14 viên à. Chắc giờ mình phải nung bớt quá. Ở đây mình còn khá là nhiều mấy cái đồ nè. Ok, chắc giờ mình sẽ nung áo quần đi để ra những cái viên kim cương. Rồi mình sẽ chế tạo ra những cái bộ giáp rồng kim cương cho mấy bé rồng nha. Để full giáp rồng hết thì đánh nhau nó mới mạnh được. Rồi tạm thời thì cho nung ở đó đi. Cái tiếp thì mình sẽ cắt bớt vào trong nè, cắt hết luôn. Chỉ chừa duy nhất một cái da mang bên ngoài để bắt mấy nàng tiên thôi. Cứ mỗi lần bắt á, thì mình sẽ bắt một nàng như vậy. Thì nó sẽ an toàn hơn, tại vì là lấy cả đống da đem ra ngoài á. Rồi, giờ thì mình đã dịch chuyển lên ngôi làng tiên nè. Đầu tiên mình sẽ tìm cái thanh kiếm trước cái đã. Mình chỉ tiếc hai thanh kiếm thôi, còn giáp rồng mình có thể tự chế tạo lại được. Úi. Ê, kiếm kìa. Gặp rồi nha. Chơi em ăn trộm đồ nè, lấy lại được rồi. Giờ mình sẽ lấy lại thêm. Úi. Ai. Chết. Không biết mấy nàng tiên có chết ngạt không nữa. Mình lỡ đặt dưới nước rồi. Mở ra một cái. Bắt lại. Giờ thì tìm tiếp cây thanh kiếm rồng băng thôi. Ở đây có cái nàng tiên cầm thanh kiếm rồng băng không? Nhìn kỹ mới được. Trong mấy nàng này thế nào cũng có một nàng cầm thanh kiếm rồng. Kìa. À không, có đôi cái áo. Áo giáp rồng của mình. Kìa. Ừ, lại đây. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, lại đây. Bật chướng nhảy ra lấy đồ lên luôn các bạn ơi. Lấy đồ nè. được rồi. Này thì ăn trộm đồ mình á, đâu có dễ đâu. Mình sẽ gỡ ra luôn, không có mặc trên người các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Giờ mình mặc trên người mấy nàng này thấy thích rồi ăn trộm nữa thì mất công đòi á, mình không muốn như vậy đâu. Rồi giờ chỉ còn một món nữa, đó chính là cái cây kiếm rồng băng thôi, tranh thủ mà tìm. Đằng kia nàng đó có cầm không? Đằng này. Ừ, phải kiểm tra trong nhà nữa. Nhiều khi cầm cái kiếm ngồi núp trong nhà là mình vô phương tìm luôn ấy. Nhìn kỹ mới được. Ừ, hướng này có vẻ không có rồi. Mấy nàng này thì không có cầm nè, thấy không? Lâu lâu sẽ chui vô nhà để nghỉ như vậy á. Úi, nàng kia cầm cái gì á? À, cái mớ thịt bò bít tết của mình chưa kịp ăn nữa mà chọn hết trơn của mình luôn á. Kia cục kẹo ha.
để mình qua đây mình đòi lại cái đã. Mười mấy miếng lận chứ bộ, chứ không phải ít đâu, mình nấu thôi mười mấy miếng lận á. Nhưng mà cái đó thì khoan đi, tìm cái kiếm rồng trước đã, dù sao kiếm rồng vẫn quan trọng hơn. Coi mấy nàng tiên có đi qua đây không, mấy nàng tiên ưa bay xa nhà để chơi lắm á. Bên này thì sao, bên này thì không có. Ồ, không biết cây kiếm gồng băng nàng tiên nào giữ nữa ta. Đó chỉ có nàng tiên cầm bích tết thôi. Đằng kia còn có cái tòa tháp gì nữa kìa, một xíu mình sẽ khám phá luôn. Ui, ai giữ thì mau xuất hiện đi để mình còn đòi lại nữa. Chứ giờ không có mấy món đó thì mình khó mà chiến đấu trong thời gian sắp tới lắm. À, chắc mình sẽ cưỡi bé rồng Arthur ra một bé rồng nào đi. Đây, cưỡi bé rồng này qua bên kia để tìm tiếp nha. Không biết có bé nào cầm không ta. Ui chết rồi, bé bị mắc kẹt rồi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ồ, hướng này không có rồi, các bạn ơi qua đây coi. Biết đâu bên đây lại có thì sao. Rồi, lấy lại cái amulet nè. Ui nè, ui có thiệt, có thiệt, có thiệt. Ê đừng có chạy, đừng có chạy. Nè nè nè, cái gì trời ơi. Cái kiếm của mình. Kìa 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 kìa, các bạn có thấy chưa. Lại đây, đúng rồi, nàng tiên bướm màu xanh. Mình sẽ bắt chớ mà nhảy lên mình bắt luôn nè. Ui mà sợ chạy rồi. Quay lại, quay lại. Đừng có bay mà. Không không chịu quay lại, mình sẽ lên bay lên trển bắt luôn, bắt trên không cho các bạn xem nhá, biểu diễn cho các bạn xem khả năng bắt. Bắt nàng tiên trên không. Bắt nàng tiên trên không nè. Được rồi, được rồi. Lấy được nàng tiên nè, cũng như thanh kiếm đồng băng mình đã bị trộm. Đó, vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ đòi lại những món đồ đã mất nhá. Còn bò bít tết thì thôi mình cho luôn mấy nàng tiên luôn đó, cho luôn. Dầm bà miếng bò bít tết mình có thể farm lại được mà. Vậy là mình còn lời thêm được hai nàng tiên nữa ta. Ừ, mình còn khá là nhiều cha nè, để mình bắt thêm một vài nàng về nhà để bầu bạn của mình nhá. Hồi nãy giờ mình có được màu gì ta, màu hơi đỏ, màu hơi xanh, rồi kiếm màu tím nữa đi cho nó đủ màu luôn. Màu tím màu vàng nữa là đẹp á. Đây màu màu tím nè. Ui amulet của mình. Ê amulet của mình. Không được, không được, lấy cái gì chứ không được lấy bé gồng của mình, vậy là xấu lắm ấy. Ui mình mất hết một bé gồng lá giờ mình mới để ý ấy. Trời ơi liều thiệt, dám lấy bé rồng của mình hả. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À lấy bé rồng của mình. Ủa mấy nàng tiên nhỏ quá khó thấy quá. Trả lại cho ta. Nè nè cái gì. Đâu rồi. Lạc nữa rồi. À, đúng là ngôi làng tiên kỳ cục mà, chơi toàn ăn trộm đồ thôi. Ui mất dấu rồi, kìa 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 kìa, thấy rồi, thấy rồi. Cẩn thận hơn mới được. Thằng này là phải bắt chúng nha. Bắt nè. Bắt nè. Đừng đừng có ỷ nhỏ con là ha, mình sợ. Đừng có ỷ nhỏ con là mình bắt không được nha. Bắt được rồi. Giờ thì hết sợ cắt vô liền. Đó, đòi lại được cái cha rồi, ổ cái bullet rồi. Còn cái nàng tiên mà rơi xuống đây đâu rồi ta? Ủa? À đây 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 đây, cái cha đây. Hết hồn mà tưởng đâu mất luôn cái bé rồng rồi chứ. À, và thôi chắc bây giờ mình sẽ về luôn đi các bạn ơi. Và trước khi về á mình sẽ xin thêm à không, mình sẽ lấy thêm, khỏi cần xin. Lấy luôn, mình sẽ lấy một ít cái nhà nấm nè, rồi nhà cây, nhà nấm nữa để mang về cho mấy đàn tiên ở nhà mình ở nhá, chứ không có nhà thì cũng tội lắm. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt ở ở đâu ta, ở dưới này luôn đi, nó cho nhìn nó đẹp. Đây và một cái ở đâu nữa, ở đây. Đặt trên đây cũng được hả. Đó, vậy là tạo thành một ngôi làng mini rồi, đưa mấy nàng tiên ra ngoài ở là hết sảy. Nè, ở trên một nàng. Đây một nàng và đây một nàng nữa. Rồi, vậy là sắp tới các bạn đập bực có người bầu bạn của mình rồi. Và giờ thì trời cũng tối rồi á, nên mình sẽ ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục công việc chính trong ngày hôm nay nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên trên này sử dụng số kinh nghiệm mà mình đang có nè để cường hóa nhẹ nhẹ cái set rồng mà Arthur của mình lên một xíu nhá, cũng như là thay đổi chất lượng luôn á. Rồi đầu tiên thì mình sẽ ăn cắp cái nón trước đi cho nó bảo vệ nè, tương tự đối với cái áo, cái đến là tới cái quần và cuối cùng là cái đai ổng của mình. Đó, vậy là sẽ tăng cái sức phòng thủ lên rất là nhiều. Ngoài ra thì mình sẽ thay đổi chất lượng nó ở phía bên này bằng cách cho vảy rồng Arthur vào. Cũng như là một món cần thay đổi, sẽ thay đổi hết. Nói chung thì mình sẽ cho nó càng xịn càng tốt nhá. May mắn thì không cần,
Ôi sao ra may mắn này vậy? Cho bảo vệ đi. Độ bền thì cũng được. Tay áo thì sao? Ui, cộng khiên phép hả? Ok, cũng được luôn. Cái quần nè, cộng giáp, được, được. Và cuối cùng là cái ủng. Step 2. Ui, cái ủng này hay nè. Cái ủng này nó sẽ giống như là một cái ủng cao gót vậy á. Em sẽ biểu diễn cho các bạn xem luôn. Nó sẽ giúp mình di chuyển mượt mà hơn. Không cần phải... Đó. Thông thường đứng cái này á, mình không có cái này, mình sẽ phải nhảy lên một cái. Còn khi có cái step 2 này á, thì mình sẽ đi lên luôn, giống như là có một miếng slab vậy á, đi rất là dễ dàng và thuận lợi cho việc khám phá hơn rất là nhiều. Rồi và hồi nãy đi bắt mấy nàng tiên á, thì mình bị trộm mất cái túi lọc nước, mình mới chế tạo lại á. Thôi kệ đi, cái đó cũng rẻ mà, nên cũng không có tiếc cho lắm. Và ngoài ra thì mình sẽ lấy số kim cương mà mình mới nung hồi nãy nè. Nó lấy hết ra ngoài để mình còn nén lại thành khói kim cương nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu chế tạo cho cái bé rồng Enchant của mình một cái set đồ rồng kim cương luôn. Mình sẽ được thêm 3 khói nè. Đặt theo công thức quen thuộc giống như vậy. Đó, vậy là có thêm chất rồng kim cương rồi. Và em rồng Enchant của mình sẽ có những món đồ kim cương y như mấy bé còn lại nhá. Chứ mình không cho bé rồng Enchant thua thiệt đâu. Rồi cho em mấy ra ngoài nè. Yên cửa để có thể cưỡi giáp rồng để tăng cái thước phòng thủ lên. Vậy là xong rồi. Và mấy em rồng này tụi sẽ chuẩn bị sẵn ở vị trí này hết để chuẩn bị cho trận chiến trong ngày hôm nay. Đầu tiên là rồng Enchant nè, kế đến là rồng băng, rồng lá, rồng Aether, rồi đến rồng Nether, rồng lửa, rồng Enchant, ở rồng xanh lai chứ, rồng Terra và cuối cùng là rồng nước á. Một dàn rồng hùng hậu của mình luôn, mình không tin là có thể thua bất cứ một con rồng nào á. Rồi đồng thời thì mình sẽ sắp xếp theo vị trí là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và với chính cái này mình sẽ dịch chuyển hẳn đến cái hang rồng mà mình tìm được trong thời gian dưới 2 tập. Ở chỗ nào ta? Bật lên coi cho dễ nhìn. Hang rồng đây, hang rồng ở đây nè. Hang rồng băng á nha, vì bây giờ mình đang cần một cái trứng rồng băng nữa mới có trứng rồng mà hang giả hay lửa thôi. Rồi và mình sẽ đào một cái con đường đi vô sâu bên trong nhá để có thể triệu hồi được mấy bé rồng. À, đi đường này luôn đi. Không biết ở đây là con rồng gì nữa. À, lại là rồng Sapphire. Ui, một trong những con rồng quý hiếm. Được được được, triệu hồi thôi. Một nè. Hai nè. Ba nè. 4, 5, 6, 7, 8 và em thứ 9. Con rồng vẫn chưa hay biết gì. Chuẩn bị chuyển thôi em ơi. Mình sẽ phục vụ cho mấy em rồng bằng cách đóng băng mấy con này lại. Đóng băng lại. Mấy em chỉ cần cạp thôi. Đó, cạp đi mấy em ơi, cạp đi, cạp đi. Ui, nó cạp mình rồi, ai ai ai. Không cho người cạp tới đâu. Hình như nó đang bị lát hay sao á. Tại vì chia hồi quá nhiều em rồng trong cùng một chỗ các bạn ơi, nên nó sẽ rất là dễ xảy ra tình trạng giật lag luôn. Coi kìa, coi kìa, đang đánh kiểu như slow motion á. Ấy ấy da, ui, nó băng lại, nó băng lại, nó băng lại. Ui, mình sẽ làm cái bia đỡ đạn nha. Mình sẽ cho con rồng này đánh và mấy em rồng mình sẽ tấn công nó. Ai dù. Ui, em rồng đón mình kìa. Các bạn có thấy em rồng hay không? Mình vừa rớt xuống là đón mình liền. Ây da, nhưng mà buông ta ra con rồng kia. Buông ta ra, sao mình lại dám cạp ta hả? Lát quá à, mình các bạn có thấy lát không? Mình thấy lát thật sự luôn á, kiểu như nó bị delay á các bạn ơi. Ui, không biết mấy rồng mình có ổn không nữa. Con rồng này tới 769 máu lận. Cố lên mấy em ơi, cố lên, anh tin em có thể làm được. Mỗi em cắn một cái thôi. Ý, con rồng này. Ủa, con skeleton này. Người ta đang đánh nhau mà hỏi kèn cái gì? Không mượn người cổ vũ đâu. Rồi con này nó còn 300 như ta 70 mấy máu, 370 mấy máu lận mà chơi mà chơi chạy, chơi mà chạy nè, chơi mà chạy. Mình sẽ đánh nốt nó luôn. Chơi mà chạy hả, chạy hả. Cố lên mấy em rồng ơi, cố lên mấy em gắn ha, ngóng cái cổ lên mà cạp đi, nó bay không à, nó khôn lắm luôn ấy. Ôi dù, nó phun băng, ai vô, ôi dù. Nó tẩu thoát. Nó chuồn rồi. Đây là một trường hợp mà mình không lường trước được. Vô lại vô lại mấy em ơi. Lại vô lại vô lại vô lại. Nó chuồn rồi, nó chuồn rồi, mình phải dí theo thôi. Rồi rồi mình sẽ chừa lại một em để đi lên trên nhá. Con rồng mà chơi không có xanh chín rồi các bạn ơi, chơi mà chơi chuồn nữa. Lâu lắm mới gặp tình trạng này á. Lại lên trên nè, đâu rồi? À, ra đây.
tìm sự viện trợ gì? Ôi ôi, ao ao ao, dám ra đây hả? Dám ra đây. Cố lên em ơi, cố lên rồng mã thơ ơi, anh tin. Ủa rồng nước chứ, đây là rồng nước, mình tin rồng nước có thể làm được. Mặc dù mình biết nước không thể nào khác được băng nhưng mà cố lên. Phun nước nè. chết rồi. Ui rồng nước mình khỏe cực luôn á. Cái kia à, con có ngồng này, con rồng chết rồi. À, trời ơi tiếc quá. Không được, phải trở lại điểm đó đi liền thôi. Đây dịch chuyển lại nè. Ây dồ, ui té đau quá. Cố lên em ơi, cố lên. Ui con rồng này. Ủa con này dám cà khịa mình. Đi ra chỗ khác. Và giờ mình sẽ cửa lại em rồng nước nha. Và đánh nốt con rồng băng màu trắng nãy thôi. Dám phun băng vô mặt mình. Hổng xược. Ta sẽ phun nước cho mặt người. Ui gồm nước phun ra đẹp ghê luôn á. Hổng ra mình không có dùng trong việc chiến đấu ấy, mình không biết. Ui công nhận phun ra nước đẹp thiệt. Nhưng mà cũng khá là mạnh á. Rồi phun như nào nói thế. Chết gì á. Chết ngạt thì thôi, cho người chết ngạt trên công luôn. Đừng có đùa với ta. Cũng như là bé rồng của ta. Rồi con nào nó chịu thua chưa? Ui tính ra con này nó cũng lì lắm á. Mình phun nãy giờ mà nó cũng chưa chịu thua nè. Dù nó chỉ mới là gồng con thôi. Gồng con mà không sượt. Dám không sượt hả? Mình không tin là mình sẽ thua nó. Cố lên em ơi. Cố lên một xíu nữa thôi. Chúng ta có thể làm được. Nhưng mà anh phải hồi máu cái này em ơi. Anh mất máu nhiều quá. Còn chân mình á, nó đỏ két luôn rồi kìa. Đây chứ thương là nhẹ cái nè. Rồi đỡ rồi nè. Tiếp thôi em ơi. Em chỉ cần phun thôi, anh nha, sẽ cố gắng ha, đứng trên lưng em càng lâu càng tốt. Rồi. Ui các bạn có thấy sự khác biệt giữa con rồng ở dưới hang rồng trên mặt đất không? Rồng trên mặt đất kiểu như nó dẻo dai hơn nhiều. Nó sẽ chiến đấu dai hơn con rồng dưới hang á. Phun nãy giờ mà vẫn chưa chịu chết nữa nè. Không chết là ta đóng băng đấy. Không chết là ta đóng băng đấy. Ta sẽ đóng băng người đấy. Đừng có đùa nữa nè. Cần chiến luôn, nó cần chết rồi. Cố lên một xíu nữa. Một lần nữa. Kết thúc em rồng ơi. Kết thúc thôi. Đấy. Được rồi. Em rồng mình đã làm được rồi các bạn ơi. Hay lắm rồng nước ơi. Mình có đồ ăn không thưởng cho em ấy rồi. Có cá nè. Ăn cá nha. Ui em ấy mất quá trời máu kìa. Còn có 9 mấy máu thôi. Thôi vô trong đi. Anh tự xử mấy cái xác này được. Ui mấy em rồng mình chiến đấu giỏi quá à. Nhất là em rồng nước á. Hôm nay giúp mình giết được 2 con rồng luôn. Giờ thì bắt đầu lướt xác thôi nào. Hy vọng con rồng này sẽ rơi ra nhiều vảy một xíu. Vì bây giờ cái set đồ rồng trắng ở nhà của mình á, nó cũng đang thiếu á. Nên tranh thủ kiếm thêm vảy luôn. Được 20 vảy. 38 vảy luôn. Wow, nhiều thiệt sự. Còn đây là con rồng Sapphire để mình tranh thủ qua lướt xác nhá. Ở rồng này thì hơi hiếm nên mình sẽ lấy càng nhiều vảy càng tốt. Và kinh nghiệm ở dưới mình sẽ nhặt vào luôn. Rồi, lướt xác thôi nào. Hy vọng là rơi ra cả trứng nữa nha. Có trứng đồng băng là hết sảy luôn á. Đó hình như không có rồi. À, không có vảy rồi các bạn ơi. Ủa không có trứng chứ, nó chỉ có vảy không à. Ui một sắc mấy vảy luôn kìa. Wow nhiều thiệt sự luôn á. À, mà không có cái trứng nào hết. Vậy là không có trứng rồng mà băng rồi. Thôi kệ đi, lỡ rồi. À, và bây giờ đó, thì mình sẽ trở lại cái hang hồi nãy. Coi hồi nãy lúc mình lên đó, mình có để ý là có một cái giống như là cái công trình gì đó ở dưới lòng đất á các bạn. Rõ ràng mình thấy rõ ràng ở dưới luôn. Cũng miếng nước nè. Mình sẽ xuống dưới để kiểm tra lại mới được. Mình tin vào mắt của mình. Ây da, bám vô một cái. Rồi. Đúng không? Nè. Một cái công trình gì nè. Wow. Một công đôi chuyện luôn. Mình sẽ vô đây để khám phá nốt dạo này trước khi trở về nhà nhá. Các xương rồng nè, lướt bát. Nó thì mình sẽ để ngoài. Nước thì mang ra để uống. Cũng như là thức ăn để ăn và tăng tốc độ chạy. Rồi ăn này vô. Chạy nhanh. Quýnh con này. Đó. Đập spawner kiếm thêm kinh nghiệm và kim cương nè. Đập tiếp. Đó, nó ưa dấu spawner ở dưới cái rương lắm luôn á. Nên phải kiểm tra thiệt là kỹ. Đó, giờ chủ yếu mình nhặt kim cương với emerald thôi nhá. Không mấy thứ kia thì mình không nhặt cũng được. Commander không còn. À, spawner có gì đây? Không biết nhưng mà cứ đập trước đi. Hướng này thì sao? À, hướng này có nhện hả? Có nhện thì mình chạy. Sợ gì? Nhảy qua đây nè. Không có kim cương thì thôi, bỏ qua. Nói chung mình chủ yếu là nhặt kim cương thôi á.
Slam có thể nhặt được nè. Sách gì đây? Long Cast hả? Thôi cái đó không cần. Con này cầm búa đi đâu? Cái này là để của mấy con rồng á các bạn ơi. Để của con rồng đấy. Rồi ra cái sừng mình sẽ lượm luôn. Cái này có đường nè. Slam nữa. Dưới này nó có dễ có slam cực luôn ấy. Ai ai ai. Ôi đông quá đông quá đông quá. Ui. Chơi mà đẩy người ta xuống lava, chơi kỳ cục kẹo. Nhưng mà mình đâu có chết cháy đâu. Liều liều mấy con quái nha. Mình đâu có chết cháy đâu nha. Rồi kiểm tra nào. Nó ít kim cương quá nha. Đáng ra mấy chỗ này phải nhiều kim cương chứ. Ui. Wow, nó thông với một cái ngôi làng dưới lòng đất luôn. Con quái vật này định làm gì? Định làm gì hả? Không giữ ha. Wow, thì ra cái công trình đó nó thông với cái ngôi làng. Còn có chuột nữa. Ấy da. Cẩn thận các mọi người. Con chuột trong đây nguy hiểm lắm ấy. Nó lây chuyện tùm lum hết trơn á. Mình sẽ tiêu diệt mấy con này luôn. Rồi đi tiếp trở lại cái công trình này nào. Không nên đi lung ta lung tung tránh trường hợp bị lạc. Úi. Con chim gì nữa nè. Con chim gì nữa nè. Con chim mà không biết bay. Rồi. Ây da ây da. Bây giờ ký sinh nữa. Táo vàng enchant kiếm kim cương. Được á. Xì skeleton hổng xược. Sẽ bật khả năng nhìn trong bóng tối lên cái đã. Để dễ dàng quan sát hơn. Rồi trong này có kim cương nè. Ui. Ui. Uống hộp chim én. Giật hết cái mình à. Tự nhiên đâu xuất hiện sau lưng người ta à. Kỳ cột thiệt. Rồi giờ thì ây da. Mấy con chim này. Mấy con chim không biết bay. Cho Ripper nổ chết tên người luôn. Ô nhưng mà mình thấy mấy cái con cầm chùy đó. Ủa cầm cục gậy đó nó khỏe cực ấy. À nó trăm mấy máu thôi nào. Đánh lâu chết quá. Coi nào. Con dùm bài này đi ra chỗ khác. Ây da. Con nhện băng. Ui cái kén của kén tờ của con nhện băng nó làm chậm cực luôn ấy. Con này. Ui còn con gì nữa đây. Ui gì mà to thế. Có rơi ra đồ xịn không? À rơi ra gia thuộc thôi. Cái rương này thì không có gì hết. Con này nhịn người lâu lắm rồi nha. Chơi mà chơi bắn người ta hoài. Rồi giờ thì lướt đồ thôi. Lướt đồ xong chạy. Chứ đánh chạy cối với con này mệt lắm luôn á. Con này nó chỉ có vậy thôi hả ta. Tìm đường bỏ trốn thôi các bạn ơi. Rương này coi còn cái rương nào chứa đồ xịn không. Ê cái nón kim cương. Không rồi, con bỏ nón kim cương được. Nón kim cương khá là tốt ấy. Có thể nung ra và có được tới mấy viên kim cương lận chứ bộ. Rồi uống nước cho đỡ khát nha. Chạy qua đây né liền. Đánh phù thủy. Đánh một cái rồi chạy. Cài kỳ xong chạy. Coi hướng này coi. Không có kim cương ta. Chủ yếu là mình tìm kim cương á. Mà chả thấy kim cương đâu hết. Ấy đây nè. Gặp nguyên một cái quận luôn. Hướng này coi. Hướng này còn gì không. Học Ender lấy được. Tính ra nó chỉ có vậy đó hả. Và phía dưới coi còn cái gì mà mình còn bỏ sót sau khi đánh rồng không ta. Nhất là mấy cái rương này nè. Nhiều khi nó có kim cương với mấy cái quặng siêu hiếm á. Ấy. Ui quái vật. Ui quái vật gì ghê vậy. Quái vật hư không. Quái vật hư không này. Này thì quái vật hư không. Chuyện dài đánh lén luôn á. Bác dân làng này. Đi tào lao ở đây. Rồi và giờ mình sẽ kiểm tra nốt mấy cái rương này á. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về. Ê đây nè. Đó hai viên kim cương liền. Suýt nữa thì mất rồi đó thấy không. Rồi chỗ này coi còn không. Tính ra nó chỉ có vậy thôi à. Thôi nếu có vậy thì thôi về nhà cũng được. Dù sao mình cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ đánh bại con rồng dưới hang này rồi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi cũng như là bắt đầu tiếp cái công việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Nãy giờ chiến đấu á, thì giáp đồng mình hư rất là nhiều nè. Để bây giờ mình sẽ cho vô đây để sửa lại nha các bạn. Chứ giờ nó hư quá trời rồi. Rồi đầu tiên là cái nón nè. Tốn bao nhiêu vải đây. Uầy, tốn nhiều vậy. Sửa cái nón xong sạch vẫy luôn rồi. Cái tiếp là cái áo đi. Chắc bây giờ mình sẽ đưa cái bé rồng thơ ra ngoài để cắt vẫy thêm á. Đây em ra ngoài nè. Kéo kim cương cắt thêm một xíu nữa. Để sửa lại đồ thôi chứ không gì hết trơn á. Rồi cái tiếp là cái quần. Và cuối cùng là cái ổng. Tội cái ổng không. Ổng sửa cân xíu à. À thôi kệ đi. Dù sao thì cũng sửa lại cái đồ quần rồi. Và kế tiếp á thì mình sẽ tiến hành cái việc ấp trứng rồng hoang dã nhá.
Hôm nay thì mình toàn ấp trứng rồng nguyên tố thôi, chứ chưa ấp quả trứng rồng hoang dã nào hết á. Và quả trứng rồng hoang dã này thì mình cũng nhặt từ khá là lâu rồi. Mình định á, trong ngày hôm nay đánh con rồng băng đó kiếm thêm quả trứng rồng băng. Nó mình sẽ ấp lần hai quả trứng băng qua lửa luôn, nó sẽ hấp dẫn hơn đúng không? Mà người tính không bằng trời tính các bạn ơi. Nó không rơi ra quả trứng rồng băng luôn á, nên thôi đánh ấp một quả thôi cũng được. Khi nào có trứng rồng băng rồi ấp sao nhá. Rồi trước khi ấp thì mình sẽ uống nước cho nó đỡ khát trước đã. Rồi chuẩn bị một vài thứ trước khi ấp trứng thôi. Thứ nhất á là cần một cái bật lửa, đúng rồi, mình cần phải có cái bật lửa để châm lửa lên đây và sau đó ra ngoài ấp luôn. Và để đảm bảo an toàn hơn thì mình sẽ sử dụng cây xẻng cái đã. Cây xẻng thì mình có ở đây nè. Mình sẽ đào xuống dưới một cái ô nhá, khoảng 3x3 đi, ở sâu sâu dưới lòng đất. Khi mà bé rồng mình nở ra, nếu mà mình không có ở nhà thì mấy cũng không có chạy đi mất á, chứ mình sợ rồng hoang dã đi mất lắm. Đây rồi, vậy là đảm bảo an toàn nè. Kế tiếp là cho quả trứng xuống dưới và châm lửa lên thôi. Đó, mình lựa chọn cách này tại vì mình muốn trực tiếp quan sát được cái cảnh tượng mà em rồng mà nở ra từ quả trứng á. Thứ hai là nếu mà up fail kiểu đặt cái cục Nethercrack ở phía dưới á, thỉnh thoảng quả trứng mất tiêu nhưng mà em rồng cũng chả thấy đâu. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Mình chỉ có một quả thôi nên cần phải trân trọng á các bạn ơi. Nó cứ châm lửa từ từ nè, thế nào cũng phải nở à. Rồi giờ thì mình sẽ đứng đây và kiên nhẫn chờ đợi cho quả trứng nở ra nhá. Tranh thủ lúc quả trứng chưa nở ra thì mình sẽ vào trong nhà chế tạo một cái cây gậy huấn luyện rồng nhá. Công thức của nó thì mình cần phải có một cái đầu rồng kết hợp với một cây gậy ở phía dưới. Vậy mới được. Phải ấn theo công thức thì nó mới chịu á. Rồi giờ thì đã có cây gậy rồi, thoải mái mà ấp trứng rồng thôi nào. Và mình cũng có cắt thêm vải rồng á. Ấy, gậy kéo rồi. Để có gì sửa full độ bền cho cái ổn chứ, nhìn cái ổn nó bị hỏng xíu mình nhìn thấy khó chịu quá. Đây giờ vô trong sửa lại cho nó full độ bền luôn nè. Ổn, vẫy và xong rồi, vậy là full độ bền hết rồi nha. Xài hỏi con gà mái luôn. Giờ thì mình sẽ tiếp tục ra ngoài ngoại và chờ đợi cho cái quả trứng rồng bronze của mình nở ra một em rồng thôi. Sắp rồi á. Xong rồi, rồng đã nở rồi. Và giờ thì mình sẽ dùng cây gậy này cho em ám ngồi xuống dưới nha. Được rồi, rồng đã nở rồi. Và giờ thì mình sẽ nhanh chóng đem vô nhà cho bầu bạn với em rồng xem xét mình liền. Em rồng này á, không phải như rồng nguyên tố các bạn ơi, tự lớn được đâu, mà phải cho ăn thì mới lớn được. Vì đây là rồng hoang dã mà. Thế nên á, mình cần phải chuẩn bị một nguồn thức ăn thiệt là nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ lấy thịt thối nè, kết hợp với xương á. Rồi sau đó cho vô đây, hình như cái công thức của nó là Regramil nè. Đó, không biết có dùng cá được không ta. Mình hết trơn mấy cái thịt rồi, mình còn cá không à. Cá mình có nhiều lắm á, không biết có cho ăn được hay không. Thôi để mình làm thử coi. Ôi không được rồi, vậy là bắt buộc phải dùng thịt kiểu như bò, cừu hoặc là những cái loại thịt khác á các bạn ơi. Khó vậy ta. Trời ui. Ngủ mất tiêu rồi, ngồi đợi mình chế tạo rồi ăn, cái em ấy đói quá ngủ mất tiêu rồi các bạn ơi. Và trời cũng đang tối á. Và chắc bây giờ thôi mình sẽ bắt đầu chuyến đi săn đi để có thêm đồ và cho em ấy ăn, chứ giờ nhìn em ấy đói mà ngủ như vậy nhìn thấy cũng tội nghiệp á. Giờ mình sẽ ngủ một giấc nhá, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu lên đường đi tìm nguồn thức ăn cho bé rồng hoang dã thôi nào. Và từ đây á thì mình sẽ bắt đầu đi về những hướng mà mình chưa bao giờ đi, chẳng hạn như là hướng nam nè. Hướng nam còn rất là trống rãi luôn. Hướng nam là hướng này. Ui, có ma cá nè. Ồ, đây là thịt ma cá. Wow, được nha. Và thịt ma cá trong đây á, mình có thể thứ nhất là nung lên ăn liền, nó dẫn cho nhiều, rất là nhiều cái thanh thức ăn cũng như là trái tim á. Thứ hai có thể dùng thịt ma cá chín kết hợp với bánh mì để tạo ra hamburger nè, hoặc là kết hợp lại tạo thành món pesto burrito kèm theo những cái nguyên liệu khác á. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ săn thêm maca đi. Đó, nói chung mình cứ săn maca trước đi rồi tính gì tính. Maca nè. Ô, con rồng biển này. Đi đâu vậy? Đi đâu mà lên bờ ở đây? Đi ra chỗ khác, đây là địa bàn của mình. Dám lên đây làm càn hả? Lúc trước mình còn sợ, chứ bây giờ là mình không có sợ đâu nha.
định lên đây ăn thịt mình hay là ăn thịt mấy bé ba ca đây? Đang đánh dấu liều huyệt đây và dám lên đây làm càn. Liều huyệt á chứ. Rồi, mình sẽ quýnh lại luôn. Ôi, những mấy bé ma ca này phản đam hay sao ấy? Ơ, và thỉnh thoảng á, khi mình đánh ma ca thì sẽ rơi ra ma ca chính. Ờ, không hiểu á. Lúc thì ma ca sống, lúc thì ma ca chính. Khó hiểu ghê luôn á, nè. Vậy là lửa mình có vấn đề rồi, lửa của thanh kiếm này có vấn đề á. Lúc thì nướng phát chín luôn, lúc nướng phát chưa có chín. Thôi kệ đi, không sao hết. Dù sao thì mình cũng đã có một ít cái thịt ma ca để ăn rồi. Và thịt ma ca ăn thì nó sẽ cho rất là nhiều những cái trái tim màu vàng đó, tăng khả năng hấp thụ lên rất là nhiều. Và tạm thời mình sẽ cắt hết vào trong, chừa lại nước thôi. Tại vì bây giờ mình đang cắt nước nè, múc thêm một bình nước rồi lên đường về hướng nam để săn thêm thức ăn cho bé rồng mình nhá. Chủ yếu là săn bò với cừu thôi các bạn ơi, hai loại đó thì nó sẽ phổ biến hơn á. Và cắt vào trong và lên đường. Hy vọng là không có bị con quái vật nào khác làm phiền nữa. Ở đây thì có mấy bé kỳ lân biển cũng như là những cái chỗ trứng rồng thôi à. Và thường thường á, tìm cừu với bò thì chúng ta nên tìm những cái vùng đồng bằng thì sẽ dễ tìm hơn, chứ ngoài biển không như vậy thì làm sao mà có bò với cừu, đúng không? Và đằng kia thì có con thuyền kìa. Hướng này thì sao? À, thuyền cướp biển. Wow, lâu lắm rồi mới gặp thuyền cướp biển. Thuyền cướp biển hả? Coi có tên thuyền trưởng ở đây không? Không có, vậy là ở dưới tầng này. Đập trước đi rồi tính gì tính. đập nè. À và như cái này là cái bẫy thì phải á. Thôi mình sẽ không quan tâm. Zombie ở trên này làm gì? Đập luôn spawner. Đập nè. Và loot được những cái loot bag cấp độ cao thôi. Nhưng mấy cái common thì mình sẽ không có loot nha các bạn, tại vì trong đó nó sẽ không có đồ xịn á, chỉ toàn là đồ dởm thôi à. Và tạm thời thì mình đã xong cái khu vực tàu cướp biển này rồi. Không có đồ gì hết trơn ta. Kỳ à. Một cái tàu cướp biển như vậy mà không có gì bên trong hết trơn á. Để mình đào thử cái khối này coi coi ở phía dưới sẽ có cái gì. Hy vọng là một cái tầng bí mật. Chuẩn bị. Con skeleton này làm gì đây? Làm gì ở đây hả? Ui, không có gì luôn hả? Kỳ dạ. Một cái con thuyền cướp biển như vậy mà không có gì luôn. Mặc dù ở ngoài nhìn cái buồm nhìn rất là thấy hoành tráng lệ nhá. Nguyên cái cờ hay bự hơn con thuyền nữa. Mà trong thuyền không có gì hết luôn. Đúng là củ lừa mà. Đừng nên đánh giá một cái gì đó từ vẻ bề ngoài các bạn ơi. Lừa hết đấy. Giờ thì nhảy ra ngoài trước nè. Và đi tiếp thôi. Mới dính củ lừa thì con thuyền này buồn ghê. Thôi giờ thì coi nào, ở đây là một cái tòa tháp hả? Ủa, hình như tới lầm lầy hay sao ấy? Mình thấy mấy cái lá sen nè, hình như tới lầm lầy rồi. Đầm lầy cũng được, đầm lầy cũng có khá là nhiều mấy con động vật á. Coi nào, vùng đầm lầy này có bò cười không? Hay là mình ép thêm cái dòng looting nha. Hiện tại cái kiếm mình nó chưa có looting đâu. Được á. Giờ mới nhớ. Để mình đánh dấu đây một cái điểm dứt đi, dấu chấm nè. Rồi sau đó dịch chuyển về nhà và ép riêng cho mình cái dòng looting nhá. Như vậy thì mình sẽ nhặt được nhiều đồ từ những cái con quái hơn. Đây, đầu tiên là cho kiếm lửa vô. Cái này có advanced looting luôn á. Để mình tìm cái dòng advanced looting mình ép luôn nhá. Advanced looting nè. Ép được cấp độ 2. Ui, advanced looting 2 là nó sẽ hình như là một được 4 hay sao ấy, nó ít 2 lên nữa các bạn ơi, nên sẽ rất là tốt á. Rồi giờ thì trở lại chỗ cũ nè và tiếp tục đi thôi. Đó, giờ thì đã có looting thì nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà sao mình thấy ít bò với cừu vậy ta, không thấy luôn á. Nãy giờ mình bay cũng được một đoạn rồi. Ý, ở đây cũng có rồng tắc quái nữa. Rồng tắc quái hả? Mình sẽ trừ hại cho dân. Nhưng mà dù ở đây không có người dân ở trơn á, nhưng mà mình sẽ giết con rồng này để lấy thịt vẫy. Con rồng hoang dã nè, mình không có ngán nữa đâu, đừng có đùa với mình. Vẫn nha, cố gắng gượng hả? Xong rồi đó, vậy là mình đã đánh xong được một con rồng hoang dã. Giờ chỉ việc lấy đồ thôi, coi nó rơi ra bao nhiêu vẫy đây. Mình nghĩ nó cũng nhiều ấy. Được bao nhiêu ta? Ủa, có 15 nè. Thấy rơi ra 2-3 lần mà được có 15 cái vẫy rồi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là cứu lừa thiệt á. Rồi, ấy, con này dám quýnh mình trong lúc mình lướt sát rồng.
Không sượt, không sượt, mình sẽ quýnh hết. Và chắc bây giờ mình sẽ cất đồ vô trong và tiếp tục đi thôi, chứ trong đây hết cái để gắn bá rồi á. Rồi đi tiếp thôi em ơi, mặc kệ mấy con kia đi. Hướng này coi nào. Hình như hướng này thôi chắc xa cái vùng đầm lầy đi, cái vùng đầm lầy chả có cái gì hết. Hướng này là một cái tòa tháp thôi. Mình muốn tìm một cái vùng đồng bằng bự bự kìa, để còn có cái mà săn mấy con cừu bò nữa, chứ bây giờ chả thấy con cừu bò nữa hết trơn á. Coi nào, lại là trứng rồng nữa. Nhiều trứng rồng nguyên tố cực luôn. Ui, hình như tới vùng đất rồi. Và một chỗ có cái tên một mắt. Vô cà ghẹ liền. Một mắt hả, một mắt, được, được. Thông thường á là mình sẽ bắn từ xa cho hắn ít máu trước rồi mới vô đánh hắn đúng không? Thì hôm nay mình sẽ sáp lá cà với hắn một trận, coi coi mình có thể đánh bại được hắn không nhá. Thử sát luôn, với xếp đồ này mà sợ gì. Rồi, sáp lá cà nào. Vô đây. Vô đây xong kiếm luôn, xong kiếm bằng lửa. Xong kiếm bằng lửa nè. Đừng có cạp ta, ta sẽ không sợ ngươi đâu. Ta sẽ chặt vô cái con mắt của ngươi, chặt vô mắt của ngươi nè. Đây, lần này thì mình đã có thể sáp lá cà với cái tên một mắt này rồi. Và hắn có rơi ra gì không? Không, hắn không có rơi ra gì hết trơn á. Và đây là trang trại cừu, nên chắc cũng sẽ có những cái thịt nè. Có thịt, có thịt, có thịt. Mình sẽ lấy thịt, lấy thịt. Ủa nhưng mà sao ít vậy ta? Ít thịt cực luôn á. Thôi kệ đi, được 18 miếng thịt là cũng ok rồi, là được vài phần ăn. Và cái con rồng biển rồi, hồi nãy mình mới thấy nó. Bên đây. Đi ăn thịt mực hả? Có ngon ăn thịt ta đi, ăn thịt ta đi. Đóng băng người lại, đóng băng người lại nè. Rồi đánh người. Mặc dù mình không có trang bị đồ của vua đền, nhưng mà mình sẽ đánh nhau dưới nước với con này luôn. Đâu rồi, nó chết rồi. Nó chết mất tiêu rồi các bạn ơi. Giờ mình khá là mạnh á, nên cũng không phải quá là lo lắng với mấy con quái vật này. Nhưng mà có điều mình vừa bị sạc nước á, ở dưới nước lâu quá nên bị sạc. Rồi giờ trèo lên trên, chữa thương nhẹ nhẹ lại cái nè. Đó, rồi sau đó tiếp tục đi nhá. Uầy, hôm nay chiến đấu hơi bị sung luôn. Rồi cắt đồ vô trong, chừa lại đồ lọc nước nè. Cũng như là cái bình nước nữa, để mình còn có cái mà uống. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi, bye bye mấy bé cừu luôn nhá. Coi nào. Mà quên, nhiệm vụ mình là săn cừu mà. Sao bye bye được, phải lấy thịt cừu chứ. Mình săn cừu mà sao lại bỏ cừu ở đây được. Đây, mình sẽ giết cừu để lấy thịt nha. Coi coi được bao nhiêu miếng, hiện tại là... đánh một mà được 3 luôn. Vậy là đánh một sẽ được 3 nha các bạn. Ui, xịn thiệt sự. Coi nào, được nhiêu nữa đây, được 10 rồi. Vậy là có thể rơi ra từ 3 đến 4 cái miếng thịt trong một lần chém nha các bạn. Quá là xịn. Trong này có nữa là được 28 rồi. Vậy là săn khoảng 2-3 đàn thôi là mình dư sức mang về chế tạo được phần ăn cho cả ngày cho bé rồng của mình luôn á. Quá là dữ, quá là dữ. Ý, lại là rồng hoang dã. Cái con này nó thích kiếm chuyện ta ơi. Đâu rồi? Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đây, đúng rồi, đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Phun lửa làm gì, có cháy đâu mà phun lửa. Mình kháng lửa rồi mà phun lửa. Xuống đây, đúng rồi. Xong kiếm của mình. Xong kiếm bằng lửa, kết hợp. Đấy, combo như vậy thì đỡ kiểu gì cho nổi. Đỡ, đỡ hộ ta với, đỡ hộ nè. Đỡ hộ, đỡ hộ. Và một hit cuối cùng. Xong, xong, xong. Là hôm nay mình sơ được 2 con rồng luôn rồi nhé, không phải dạng vừa đâu. Rồi giờ thì tiếp tục chương trình lốt xác thôi. Rơi ra nhiều vảy nha, chứ ít vảy là hơi buồn á. Coi nào, được bao nhiêu đây? Có 2. Có 7, ôi sao ít dữ vậy? Có 15 à. Vì thông thường mấy con này sẽ rơi ra dao động từ 15 đến 30 mấy á các bạn ơi, với con rồng cấp 3 á. Thôi kệ đi, có mang về cũng được rồi. Rồi giờ thì mình sẽ cởi bé rồng Arthur và đi tiếp nha. Coi nào, đây là tới dùng Misa mất tiêu rồi. Dùng Misa này thì chú ý là mấy con vật con quái thôi chứ không phải là động vật nữa. Đó như mấy con nhảy tưng tưng thôi à, chứ không có cừu. Chủ yếu là mấy con nhảy tưng tưng thôi. Và có quá trời mấy cái nhảy tưng tưng luôn nè, đủ màu luôn á. Ui, buồn thiệt á chứ. Để mình bay cho một đoạn nữa coi coi có gặp cái đàn cừu hay bò nào không để mình săn nhá.
chứ hôm nay thấy là săn chiến săn này không có nhiều cái chiến lợi phẩm phẩm lắm rồi á. Đó mình bay miết mà chả thấy cái đàn cua đàn bò nào hết trơn, buồn ghê. Giờ thì đã tới một cái khu rừng gỗ băng sam rồi. Ủa cái này là gỗ xoài sẩm chứ không phải gỗ băng sam. Bay qua hướng đây coi. Ôi khu rừng này hẩm quá, chả thấy gì ở dưới hết trơn á. Thôi chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi, chứ đi săn vậy thì không có bội thu rồi. Tạm thời thì cũng đủ thức ăn cho em ấy ăn được chán miệng chứ không có được nhiều. Kết hợp với xương ở đây nè, rồi lấy thịt ra. Cái này là Raiden Meal, ẩn một phát nó được 7 phần ăn chứ bộ, đâu phải ít đâu. Rồi cho em ấy ăn nhá. Đây cho em ăn nè. Giờ ban đêm đó ta, để mình ngủ đi, sáng cho em ấy ăn sáng luôn chứ ăn ban đêm nhiều nó không tốt đâu. Rồi sáng đi dậy thì mình sẽ cho em rồng ăn nhá. Rồi ăn nè, chuẩn bị các bạn thấy sự thay đổi nhá. Đó, các bạn thấy nó lớn lên xíu chưa? Ăn nữa nè, ăn nữa nè, ăn nữa nè. Đó, lớn lên xíu nữa. Lớn thêm nè. Và 4 lần, 1, 2, 3, 4. Đó. Giờ nó to hơn hẳn rồi. Wow. Không bao lâu nữa thì mình có thể cho em này cưỡi luôn á. Và em này thì khác so với rồng hoang dã là chúng ta không cần phải sắm yên cưỡi đâu, mình có thể cưỡi trực tiếp lên phần cổ. Nhưng mà về áo giáp thì phải trang bị riêng nhá, và cũng khá là mắc nữa. Với loài rồng hoang dã này thì chúng ta cần có ít nhất là 5 khối kim cương để làm phần nón, rồi 5 khối kim cương để làm phần cổ nè, rồi tới 8 khối để làm phần kiểu như là phần thân, và 3 khối để làm phần đuôi. Toàn là dùng khối kim cương luôn á, nên sắp tới mình phải cố gắng đánh thật là nhiều tòa tháp cũng như là đi mai để tìm thêm kim cương rồi. Và nãy giờ thì mình có tìm được một vài cái loot bag nè, để bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây cũng còn nữa nè. Rồi ra ngoài và mở loot bag thôi nào. Đầu tiên là loot bag cấp độ gì đây ta? Legendary đây, cấp loot bag huyền thoại nè. Huyền thoại đó. Và nhưng rồi là cái thánh giá. Thánh giá thì nó cũng tạm ổn đi. Rồi giờ thì đến cấp độ Epic nè. Epic nó cũng khá tốt đó. Và một cây cúp kim cương. Có tunneling hả? Mình cũng chưa biết tunneling là gì nữa, nhưng mà cứ lấy tạm đi các bạn ơi. Không xài được thì mình cũng có thể nung ra mà. Cái lớp bát quyền thoại thứ hai nè, sẽ rơi ra một cây côn nhị khúc. Côn nhị khúc thì nó chỉ được cái là đánh nhanh thôi. Đó, các bạn có thấy nó xoay 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 không? Mình cũng chưa biết cách dùng nữa. Ủa thì quýnh sao? Ủa cây này quýnh sao vậy? Mình cũng không biết cây này quýnh sao luôn á. Cái này chắc phải qua một khóa học rồi, chứ côn nhị khúc là một trong những món vũ khí rất là khó dùng luôn. Đó, mình xoay xoay được nè. À, chỉ cần xoay xoay gì là đánh được á hả? Đúng không, đúng không? Để mình tìm con quái nào mình test thử coi. Nếu mà đúng như vậy thì mình sắp tới sẽ gắn sắm một cây côn nhị khúc cho mình để sử dụng lâu dài luôn nhá. Nhìn cũng vui phết nè. Test thử. Ồ không được, em mua này tội nghiệp lắm, không nên quýnh đâu. Bên đây có mấy con quái nè, qua đây test được nè. Coi nè, quái đâu rồi, cho test đi. À đây có con cá. Bạc. Ủa đúng rồi, chết con cá này các bạn. Wow, thì ra công dụng của nó là vậy à. Là sắp tới chúng ta sẽ thử chế tạo công dị khúc, rồi thử thách bản thân á, thì đánh nhau, đánh bại một con áp xem dưới thế nào. Rồi giờ thì tới cấp độ Ray. Cái đầu tiên cho Ngọc Ender rồi. Cái thứ hai gây ra đồ không tốt. Cái thứ ba thì sao? Đó, đồ kim cương, quá trời luôn. Cái tiếp nè, lại một viên kim cương nữa. Nói chung cho kim cương là mình thích à, tại vì sắp tới mình cần kim cương để mình làm đồ cho mấy bé rồng á. Rồi, cái kế tiếp thôi. Kim cương đi, không cần mấy đồ này đâu. Đúng rồi. Tiếp tục nè, táo vàng lấy tạm cũng được. Lại là đồ ta linh tinh. Không, mấy cái này nó dễ đưa ra mấy cái ngọc ender nha. Đó, vậy là xong rồi. Mở ra thì mình thấy chỉ có mấy món đồ kim cương là xịn thôi, còn lại thì không tốt cho lắm á. Nhưng mà không sao, dù sao đó cũng là đồ miễn phí sau chiến khám phá mà. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái hang rồng hoang dã băng á để đánh bại nó, và cố gắng ấp thêm những cái quả trứng rồng nguyên tố còn lại để sắp tới chúng ta có một trận đại chiến rồng nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.